HAH còn chơi đến 2023 được không thầy ạ? À? Ờ, HAH ờ, HAH thì mình đã có cái báo cáo cập nhật về cổ phiếu HAH này rồi đây mình có thể phân tích luôn cho các bạn các cổ phiếu HAH này đấy thì HAH thì có cái điểm nhấn kỳ vọng đầu tiên chúng ta view qua một chút các cái tình hình kết quả kinh doanh của HH trong các thời điểm vừa qua đúng không trong các quý vừa qua thì các bạn nhìn thấy về tăng trưởng về doanh thu công ty vẫn giữ được cái mức tăng trưởng về doanh thu rất là tốt đặc điểm là quý 4 và thời kỳ quý 1 năm nay thì cái mức tăng trưởng doanh thu đã đạt được cái ngưỡng là 650 và 607 đấy giữ ổn định từ quý 4 đến năm nay và biên lợi nhuận gộp thì tốc độ tăng trưởng doanh thu thì 85 và 81 phần trăm tăng trưởng rất là tốt so với cùng kỳ quý 1 năm trước biên lợi nhuận gộp thì duy trì mức rất là cao. Mặc dù cái quý này chúng ta thấy là doanh thu nó giảm một chút hoặc là xêm xêm với quý 4 năm 2021. Nhưng mà về cái biên lợi nhuận gộp chúng ta thấy là biên lợi nhuận công ty lại cao hơn. Đấy. Hiện tại biên lợi nhuận gộp của thời điểm quý 1 năm 2022 thì 52,1% và ở quý 4 năm 2021 thì có trăm thôi. Và so với cùng cùng kỳ năm trước quý 1 năm 2021 thì biên lợi nhuận có 27%. Như vậy là cái biên lợi nhuận gộp này chúng ta tăng trưởng hơn gấp đôi. Gấp đôi, chúng ta thấy không ạ? Đấy. 27 là 54, đây 52 thì là gần tăng tăng trưởng là, là gần gấp đôi với biên lợi nhuận gộp. Tức là nó phản ánh điều gì? Hiện nó phản ánh cái điều là công ty đang được hưởng lợi rất lớn từ vấn đề là chính sách zero covid uh, của uh, Trung Quốc rồi nó gây ra hiện tượng là tắc nghẽn về vấn đề là uh, về vấn đề là, là là vận chuyển đúng không vận chuyển dẫn đến là thiếu hụt container thiếu hụt cái tàu vận tải đấy dẫn đến nó đẩy cái giá vận chuyển lên rất là cao và cái giá vận chuyển lên nó cao thì công ty được được hưởng lợi từ cái chính sách giá bán giá tăng cao đúng không trong cái chi phí đầu vào chi phí đầu vào thì cũng tăng do cái giá dầu nó tăng nhưng mà cái tốc độ tăng của cái chi phí đầu vào nó không bằng cái chi phí đầu ra tức là giá bán nó tăng mạnh hơn cái chi phí đầu vào nguyên liệu vào dẫn đến là gì cái biên lợi nhuận gộp nó rất là cao đấy thì công ty được hưởng lợi rất nhiều từ cái vấn đề là các cái bối cảnh chung của thị trường như vậy do đó, đó là cái biên lợi nhuận gộp từ năm ngoái năm nay từ 21 đến bây giờ nó vẫn cao và hiện tại nếu các nếu mọi người nhìn như này thì chúng ta thấy là quý 4 năm ngoái và quý 1 năm nay thì luôn luôn duy trì mức cao như vậy là cái tốc độ tăng trưởng nó vẫn còn duy trì được khả năng vẫn còn duy trì đến quý 3 năm nay nữa bởi vì cái quý 2 năm 2021 và quý 3 năm 2021 này thì cái mức độ tăng trưởng về về doanh thu và biên lợi nhuận gộp ở đây nó vẫn là thấp vẫn là thấp nên là năm nay kỳ vọng nó vẫn còn tốt ở thời điểm là quý 2 đến quý 3 năm 2022 đấy bởi vì so với cùng kỳ năm ngoái thấp năm nay nó tăng trưởng thì đương nhiên là một cái cao so với một cái thấp thì nó vẫn còn giữ được cái tốc độ rất là ok đúng không thì nên là về ngắn hạn mà đánh giá mà nói thì thì các thời điểm là từ giờ đến quý 3 thì HH vẫn là một trong những mã cổ phiếu mà chúng ta đáng quan tâm đáng lưu ý Đấy, đó là về biên lợi nhuận gộp đúng không? Về tốc độ tăng trưởng doanh thu, tốc độ tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận. Còn về biên lợi nhuận dòng như thấy là uh, cũng nâng lên một mức rất tốt khi mà biên lợi nhuận dòng hiện tại giờ đang là 30,6% và uh, ở cái quý 4 năm vừa rồi thì là 30,3% và cùng kỳ so với cùng kỳ là chỉ có 18,6%. Như vậy cả kể cả biên lợi nhuận gộp và kể cả biên lợi nhuận dòng đều có mức tăng trưởng khá là cao so với cùng kỳ và so với các cái quỹ của năm trước thì uh, điều đó phản ánh là gì? Uh, công ty vẫn đang kiểm soát tốt vấn đề chi phí như các cái chi phí bán hàng, chi phí uh, quản lý doanh nghiệp rồi các cái loại chi phí khác tài chính vân 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 đó các loại chi phí khác, lãi vay các cái thứ thì không có sự thăng trưởng nhiều phần lớn là nó xem xem thôi đúng không? Còn các cái chi phí quản lý doanh nghiệp thì chi phí quản lý doanh nghiệp ở đây là còn so với cùng kỳ thì tăng nhưng mà so với quý liền kề đây nó còn tụt giảm đến 236 đến 25. có thấy nhưng mà cái mức này nó nhỏ chúng ta cũng không đánh giá cao vấn đề này. Chủ yếu chúng ta phân tích cái khía cạnh mà nó được hưởng lợi rất nhiều từ các yếu tố như vậy. Về cái tiếp theo các khoản đầu tư lớn của HH trong 2 năm gần đây thì chúng ta phải kể đến đó là các thời điểm các khoản đầu tư lớn ở đây là tháng 4 năm 2021 đúng không? Tháng 4 năm 2021 thì chúng ta thấy là công ty đã đầu tư mua và tiếp nhận thành công cái tàu vận tải mang tên là Hải An ít đấy à, nâng tổng số đội tàu lên 8 chiếc và à, tiếp theo cũng thời điểm tháng tư à, tiếp tục mua và tiếp nhận cái tàu thứ 9 tại Singapore đó là tàu Hải An West như vậy là trong năm 2021 là à, công ty đã có tiếp nhận thêm hai tàu à, chưa kể thời điểm tháng 7 tháng 9 năm ngoái thì công ty đã tiếp nhận thêm 1.700 cái vỏ container nữa Đấy, thì ngoài tàu ra thì có tiếp nhận thêm cái bỏ container cũng giúp năng uh, lực vận chuyển hóa nâng rất là nhiều lên rất là cao trong cái thời điểm năm vừa rồi và tháng 6 năm 2021 thì bắt đầu là thảo luận các hợp đồng đóng tàu mới với các nhà đóng tàu của Trung Quốc và Hàn Quốc và tháng 8 năm 2021 thì đã ký hợp đồng đóng mới hai tàu tiếp theo tại Bangkok và các tàu mắc 4 đây chính là các loại mà uh, Terrier 2 và đạt tiêu chuẩn khí thải ở châu và Mỹ và điều nhấn mạnh tiếp theo là vào thời điểm tháng 2 năm 2022, tức là năm nay này, tháng 2 năm nay thì đã nhận cái tàu là An Biển Bay, An Biển Bay và trọng tải 708 tấn, 1708 eu và đóng tại Nhật Bản từ năm 2008. Đó và là sở hữu 34% chung với lại cái công ty vận tải đa phương thức Sao Á DC. Tiếp theo cũng từ thời điểm tháng 4 năm 2022, tức là vừa tháng vừa rồi đây đúng không thì Hải An City cái tàu này cũng trọng tải 1577 TEU cũng được đóng tại Nhật Bản và thời kỳ đóng là từ năm 2008 và cũng được được bàn giao vào thời điểm tháng 4 như vậy là ở năm 2021 chúng ta thấy là bàn giao hai tàu và nâng cái tỷ trọng tàu của Hà lên đúng không so với năm trước đó nâng lên hai tàu và đến tháng đầu năm nay hai tháng đầu năm nay và tháng 2 và tháng 4 bổ sung tiếp thêm hai tàu nữa và ngoài ra kế hoạch từ 2023 đến 2024 thì chúng ta có thêm 4 tàu nữa được đóng mới và tất cả đều là cái cái loại mà băng cốc mắc 4 đấy mong có 4 đây là cái loại mà tàu mới và đáp ứng với tiêu chuẩn à, imo imo thay 2 đó là, dự kiến bàn giao vào tháng 9 năm 2023 vân vân đó như vậy là chúng ta thấy về cái năng lực vận chuyển của HNH à, từ những cái năm à, mới thành lập năm 2014 thì chỉ có hai tàu thôi đó là Hải Hàn Park và Hàn Sông. Đấy, và trải qua các năm từ năm uh, 16 17 và đến hiện tại năm bây giờ năm 21 mốt 21 thì bổ sung đây bổ sung với tàu là uh, một cái tàu hai tàu nữa và và đến năm 2022 và bổ sung thêm cái tàu là An biển Bay và Hải An City là mới bổ sung trong ngày tháng 2 và tháng 4 vừa qua và dự kiến 4 tàu nữa và được bổ sung năm 2023 và 24 tháng 9 năm 2023 thì bổ sung 4 tàu này nhưng dự kiến đi về, cho vào doanh thu lợi nhuận thì phải sang năm 2024 như vậy là từ giờ đến năm 2024 đúng không cái số tàu của uh, của HH được dự kiến bổ sung mới thêm 4 con nữa năm 2023 và 24 là bổ sung đến 4 con nữa và hiện tại vừa rồi chúng ta mới tiếp nhận thêm hai con nữa đấy như vậy là hai con này thì cũng chưa ghi nhận cái doanh thu lợi nhuận bởi vì mới được bàn giao nếu có thể là phải sang quý 2 quý 3 năm nay thì mới được này, hai cái tàu này mới ký hợp đồng và mới đem về doanh thu lợi nhuận cho HH như vậy là về mặt tiềm năng thì chúng ta thấy là trước mắt chúng ta có 6 con tàu của HH là trong 2022 2023 2024 là sẽ đóng góp vào doanh thu lợi nhuận của HH trong thời kỳ tới đây như vậy là đúng không có thêm 6 tàu nữa các bạn nhé có thêm 6 tàu nữa trong tương lai nhưng về đánh giá về triển vọng về tương lai, hát hát, tương lai vẫn rất là ok, giờ vẫn có kỳ để tăng trưởng, vẫn có kỳ để đầu tư, nên là cái giá hiện tại bây giờ nó cũng chỉ là giá thì nó cũng chỉ là giá thôi. quan trọng các bạn thì nhiều bạn cứ bảo là giá hiện tại là cao rồi, cao thì nó còn cao nữa, bởi vì công ty nó vẫn còn tăng trưởng thì chả có lý do nó đi xuống cả. đấy đúng không? là công ty nên là các bạn bắt ở những cái thời điểm này thì sao thì đương nhiên là các bạn nếu các bạn bắt được cái giá mà khối nghị trong suốt thời gian vừa qua ở quanh 67, 68 còn là thậm chí ở cái ngưỡng 70 chẳng nữa thì các bạn cứ yên tâm các bạn cầm đúng không thì cái định giá đấy là định giá cho năm nay chưa có sự đóng góp của hai cái tàu mới còn nếu có sự đóng góp của hai tàu mới thì cái, cái ngưỡng mà 100 thì thậm chí nó cũng là cái, cái vấn đề giá thôi còn về tương lai thì triển vọng nó rất là nhiều đó là à, về HAH để phân tích cho các, à, các bạn thấy đúng không nếu cái tiềm năng triển vọng nó như nào về cái cước vận chuyển của HAH thì um, cơ chuyển nhìn chung đúng không về hàng công thì không có sự điều chỉnh phần lớn là tích lũy trong suốt cái thời gian vừa rồi và tích lũy và thậm chí là đang tăng tăng trở lại còn cơ vận chuyển hàng rời nó có sự điều chỉnh thôi sau một thời gian tăng nóng thì có sự điều chỉnh trở lại còn hàng công là không có sự biến động nhiều đó là về giá đấy về nhìn chung về uh, các giá vận tải về vận chuyển đường biển thì nó vẫn còn được hưởng lợi do cái yếu tố như sau một là các ca nhiễm biến thể omicron tăng lên và khả năng xuất hiện các biến thể mới đó các thứ hai là chính sách không covid của trung quốc lâu covid mà cũng nó đẩy cái vấn đề này là, là nó gây ra cái tình trạng khan hiếm container khan hiếm về cái tàu vận tải và đẩy cái giá cước neo thang và cái thứ ba nữa là cái căng thẳng neo thang giữa nga và úc cái ra ở đây thì nó gây nên cái áp lực thương mại toàn cầu đúng không mà các cái lượng tàu mới bàn giao nó 2022 chỉ giới hạn ở mức là 3,1 phần trên tổng uh, trọng tải cái đội tàu hiện tại nên là hiện tại thì là Uh, HH vẫn được là uh, là uh, uh, một trong những doanh nghiệp mà vẫn được hưởng lợi từ các cái yếu tố như vậy đó đó là các cái kỳ các cái điểm nhấn về về HH trong uh, trong năm nay đúng không trong năm nay và tầm nhìn đến năm 2024 khi có thêm 4 tàu nữa được đưa vào vận hành hai tàu năm nay và 4 tàu đầu mới nữa là sáu tàu Nếu các bạn thấy không ạ là 6 tàu nên là về, về tương lai cổ phiếu H nó còn rất nhiều cái kỳ câu chuyện để tăng giá Ok chưa? Đấy, là bạn hỏi về hát thì mình trả lời cho các bạn về HH. các bạn đây cũng là một cái cổ phiếu mà các bạn đáng quan tâm. Ok, thì cái cổ phiếu này cũng là khuyến nghị cho các bạn mua vào. Đây. Mua vào từ cái thời điểm rất là tốt từ 27 tháng 4 rồi, đúng không? Đây tháng từ sau khi có thông tin lợi nhuận 200 tỷ và đã được khuyến nghị mua rồi. Bài phân tích thì cũng đã có rồi. Đấy, bài phân tích về các cổ phiếu HH này cũng đã được gửi lên uh, team lên Zoom thì các bạn có thể thấy là cũng đã được gửi cho zoom đây phân tích về cổ phiếu HHH đây các bạn thấy không ạ? đấy HHH đây nhưng các bạn muốn vào zoom này đúng không các bạn muốn vào zoom khách hàng zoom vip để cập nhật kịp uh, thời các thông tin liên quan đến cổ phiếu và liên quan đến uh, các cái điểm mua thì các bạn là liên hệ các bạn trợ lý hoặc là uh, các bạn inbox e trực tiếp với số điện thoại zalo của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đấy Đấy mình phân tích như thế các bạn hiểu được là cái tiềm năng triển vọng HH tầm nhìn chiến lược 2024 như nào rồi đúng không ạ?